Chào mừng bà con đến với kênh nhận ký gửi mua bán nhà đất Vĩnh Long của Toàn. Hôm nay Toàn cầm ăn gấp đất đã san lấp mặt bằng. Đất có thể phân lô hoặc làm kho xưởng mở công ty thì càng ok. Đất mặt tiền quốc lộ 53, địa chỉ là ấp Thạnh An, xã Hòa Thạnh, huyện Tân Bình, thành phố Vĩnh Long. Tổng diện tích đất là 5.448 m, giáp mặt tiền quốc lộ 53 là 85 m, chiều dài là 55 m, đất trồng cây lâu năm, mua phân nửa bán luôn, hướng đông bắc nghe bà con mình, giá bán là 2,6 triệu một mét vuông. Bà con mình muốn mua đất mặt tiền Chà Bá quốc lộ 53 thì vui lòng liên hệ với Toàn 0963 644 635. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ.